xin chào tất cả các chị nhà mình nha. Mẫu đầm mà em Dung đang mặc thì rất là trẻ trung đúng không ạ? Điều đặc biệt đó là nếu như mà chị em nào nhìn cái mẫu đầm này đó thì chắc chắn là đều là rất là thích cái em đầm này luôn. Với cái tông màu hồng lướt như thế này, điểm nhấn là sẽ là có một cái bếp lưng ở ngang cái phần eo của mình nha, che đi được cái phần bụng to cho mình rất là ok. Và ở bên phần bên đây thì em Dung có tạo cho các chị một cái điểm nhấn chút xíu, đó là một cái viên ngọc như thế này nè, làm cho cái mẫu đầm TTV338 này nó trẻ trung hơn rất là nhiều luôn. Size thì từ 45 cho tới size 80 cân cho em ha, tương đương là từ size S cho tới size 3XL cho mình luôn. Em Dung quay một vòng cho mình xem nha. Đằng sau á thì sẽ có thiết kế dây kéo cho các chị nè, và chất liệu vải đuổi trơn là một cái chất liệu vải cao cấp, có độ co giãn nhẹ và thấm hút bồ hơi cho mình rất là nhiều. Và cái mẫu đầm mà em Dung đang mặc thì chỉ có giá 395.000 thôi. Nếu như mà chị em nào nhà mình thích á thì chia sẻ giùm em Dung được giảm 20.000 ưu đãi miễn ship. Comment ngay lên trên bài viết này là TTV338, số điện thoại và màu cho em Dung ha. Màu đang mặc thì sẽ là màu hồng rút giùm em nha. Các bạn tư vấn viên liên hệ lại và chốt đơn hàng cho các chị. Thì em Dung có thêm một cái màu sắc mới cho các chị nhà mình ở đây, đó là màu xanh cổ vịt. Và thiệt sự là cái màu xanh này đang rất là hot trên thị trường luôn. Nếu như mà trong tủ đồ của chị nào nhà mình chưa có cái em xanh cổ vịt thì nhanh tay rinh liền cho em Dung cái mẫu đầm TTV338 mà em Dung đang mặc ha. Chất liệu vải đuổi trơn cao cấp, có độ co giãn, thiết kế firm body ôm sát vào dáng của mình nhưng mà vẫn rộng rãi thoải mái và có một cái dạng bếp lưng ngang bụng để che đi được cái phần bụng to cho mình nha. Riêng mẫu đầm TTV338 này á thì nhà TTV chỉ thiết kế một túi ở một bên cho mình thôi, và có đủ size cho mình tới là 80 cân luôn, từ size S cho tới size 3XL. Và chị em nào nhà mình thích cái mẫu đầm TTV338 giá là 395.000 thì nhanh tay chia sẻ cái bài viết này giùm em Dung nha, để được lên 2 ưu đãi giảm giá và miễn phí ship toàn quốc cho mình ha. Comment cho em là 338 và màu kèm cho em Dung số điện thoại để các bạn nhân viên liên hệ tư vấn và chốt đơn hàng cho mình luôn nhé. TTV xin chào tất cả các chị. Các chị nhà mình ơi, nếu như mà trong tủ đồ của mình nó đã có màu đen, màu đỏ, màu xanh đen rồi và mình chưa có một cái tông màu nó ngọt ngào như thế này thì ngày hôm nay mình nhớ săn liền cái đầm TTV5854 màu xanh ngọc để chúng ta mặc cho các chị nhà mình nha. Cái mẫu đầm này các chị nhà mình nhìn tổng quan với em nói thì nó sẽ trẻ trung nè, nó sẽ gọi là ngọt ngào và dịu dàng một tí nhờ cái kiểu dáng em may cho mình là phương tha, và nó có một cái phần bèo đuôi cá nhẹ ở phía dưới lai, nó sẽ tăng thêm cái sự trẻ trung cho mẫu đầm TTV584 mà em Dung đang mặc luôn. Ở trên cổ thì em sẽ thấy cổ tròn nhưng mà có cái điểm nhấn nhỏ nhỏ để làm phép một cái giọt nước và kết cho mình một cái viên ngọc như thế này. Tay vẫn là tay bồng, nó sẽ che đi được cái khuyết điểm tay to cho các chị nhé. Mẫu này hiện tại bên nhà em đang có một giá ưu đãi cực kỳ cho các chị, đó là còn 415.000 nhưng vẫn có hai chương trình áp dụng cho chị nào mình có chia sẻ bài viết giùm em, là giảm cho mình 20.000 còn 395 và miễn luôn cả phí vận chuyển ạ. Đầm TTV584 em đang mặc á thì sẽ có size từ 45kg cho tới size là 75kg, tương đương là từ size S cho tới size 3XL nha. Nếu như mà mình nằm trong khoảng cân nặng đó chắc chắn sẽ mặc vừa sản phẩm này. Và nếu như mà mình muốn là mình biết là mình mặc vừa cái size gì á thì nhanh tay để lại comment ở trên cái bài viết này giùm em là TTV584 kèm cho em màu xanh ngọc và số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình. Và còn chị nào nhà mình ở gần các cái chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh nè hoặc ở Bình Dương á thì ghé liền giùm em cơ sở đó là 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoặc là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp. Không thì mình có thể ghé chi nhánh ở Tân Phú, đó là 439 Lưỡi Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú giúp em để mình trải nghiệm cái sản phẩm này, vẫn hỗ trợ giảm giá cho các chị nhà mình 20.000 trên một sản phẩm nha. Mẫu này thì bên em mới vừa về hàng tức thì thôi, thì bây giờ em Dung sẽ giới thiệu cho các chị về cái form dáng đầm này ha. Mẫu đầm TTV584 em đang mặc thiết kế cho mình đó là form A nhẹ, phần lai thì có đi cho mình một cái phần bèo nhỏ nhỏ nhưng mà nó sẽ giúp cho cái mẫu đầm này nhìn trẻ trung hơn. Tay là tay bồng sẽ che đi được cái khuyết điểm tay to cho mình nè, và đặc biệt á là cái tông màu đỏ đô mà em Dung đang mặc thì hình như là chị em nào nhà mình cũng sẽ ưng ý hết. Về cái màu của nó sẽ là màu tối này, che được khuyết điểm làm cho dáng của mình nó thon gọn hơn, và cái tông màu này nó cũng sẽ giúp cho cái làn da của mình được tôn hơn một hoặc là hai tông. Đối với các chị nào nhà mình nước da nó hơi ngăm, hơi gọi là bánh mật một chút nha. Rồi kiểu dáng này á thì em sẽ có size cho mình từ 45 cân cho tới size đó là 75 cân, các chị nhà mình có thể diện vừa, tương đương là từ size S đến size 3XL, phù hợp cho chị nào nhà mình đi làm nè, đi tiệc, đi chơi hoặc là đi du lịch đều ok hết. Nhớ giúp em là bụng to không to thì mình đều có thể diện vừa thoải mái cái sản phẩm TTV584 này nha. Giá ưu đãi ngày hôm nay là 415.000, giảm cho các chị nhà mình còn 395.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển. Ghé liền các cái cửa hàng giùm em là 817 Quang Trung, phường 12, quận
439 Thủy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để trải nghiệm sản phẩm này, và có rất là nhiều những cái mẫu mã sản phẩm khác được trưng bày tại ba cửa hàng luôn ạ. Còn chị nào nhà mình ở xa không ghé các cái cửa hàng của nhà TTV được thì nhanh tay để lại comment đặt hàng trên bài viết này giùm em là TTV 584, kèm cho em là màu đỏ đô và số điện thoại. Các bạn bên em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. Cơm đầm A dành cho các chị nhà mình đây. Tại vì hiện tại bây giờ thì có nhiều chị nhà mình nói với em như là đang cần những cái mẫu đầm trơn, mang kiểu dáng công sở một chút, mang kiểu dáng cho nó hiện đại một chút. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị mẫu đầm thiết kế có mã số sản phẩm là TTV630. Và hiện tại mẫu này đang có giá tri ân của công ty từ 435.000, hiện tại đang giảm cho mình chỉ còn có 415.000 thôi. Và đảm bảo với các chị nhà mình ở xa cứ việc yên tâm đặt hàng mẫu sản phẩm này nha, tại vì bên em sẽ hỗ trợ cho các chị nhà mình được xem hàng trước nè, và miễn luôn cả phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho mình luôn. Mẫu sản phẩm này thì em sẽ thiết kế cho mình theo cái phơn giấy nó hơi rộng một chút, kiểu cổ là cổ tròn hai tầng cho em nha, và mình sẽ có thiết kế hai túi ở hai bên. Các chị có thể mặc sản phẩm này để đi làm rất là tiện nè, hoặc là mình có thể mặc đi tiền ở cực kỳ là sang trọng và che rất là nhiều khuyết điểm trên cái dáng của mình luôn ạ. Hiện tại em đang có size cho các chị từ 45 cân cho tới size tầm khoảng là 75 cân, mình có thể diện vừa, tương đương là từ size S cho tới size 3XL của chị nha. Mẫu này có mặt tại ba chi nhánh của nhà TTV rồi, địa chỉ cụ thể là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nên là nếu như mà các chị nhà mình ở gần các chi nhánh của TTV thì mình có thể là ngay bây giờ ghé cửa hàng để trải nghiệm em sản phẩm TTV630 mà em Nhung đang mặc. Còn chị nào ở xa thì mình cũng đừng lo lắng gì hết nha, hãy comment lên trên bài viết này giùm em theo cú pháp là TTV630, kèm cho em tông màu đang mặc đó là màu xanh rêu và số điện thoại của các chị. Bên em sẽ có các bạn chuyên viên liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình nhé. Dành cho tất cả các chị nhà mình, tại vì cái tông màu này thì từ bữa tới giờ em lên hàng rất là nhiều luôn, hình như là chị nào cũng ưng ý hết. Cái tông màu hồng rút này nó vừa là tông màu tối giúp cho các chị nhà mình che được những khuyết điểm nè, và nó vừa tạo một cái sự trẻ trung nếu như mà các chị diện mẫu này đi chơi hay là đi đến những nơi gặp bạn bè của mình. Với lại tông đồng thiết kế là tông A, nó sẽ che cho mình được khuyết điểm eo và mình không như mong muốn của tất cả các chị em nhà mình tuổi trung niên. Mẫu sản phẩm em đang mặc hiện có mã số sản phẩm là TTV630 và mẫu này đang có giá là 435.000. Các chị ơi, chương trình của TTV không bao giờ hết, đó là giảm cho các chị 20.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển dành cho tất cả các chị khi mà mình ghé ba cửa hàng hoặc là mình đặt hàng trên online các chị nha. Sản phẩm này em có đủ size cho mình, đó là từ 45 cân cho tới size là 75 cân, các chị có thể mặc vừa. Nhanh tay ghé liền ba cơ sở hoặc comment đặt hàng trên bài viết giùm em theo cú pháp TTV630 màu hồng rút kèm cho em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình nhé. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be. Xin chào tất cả các chị của nhà TTV. Ngày hôm nay thì em sẽ có một cái phơn đòn xè rất là sang trọng dành cho tất cả các chị luôn. Mà từ bữa đến bây giờ thì có nhiều chị hỏi em là có một cái sản phẩm nào mà các chị vừa có thể mặc đi tiệc được mà vừa có thể mặc đi làm được hay không. Thì hôm nay Bé Nhung xin giới thiệu cho các chị sản phẩm TTV632 mà em đang mặc nha. Mẫu này thì hiện tại là bên em có tổng cộng 2 tông màu, đó là tông màu tím em đang mặc với lại thêm một tông màu đen huyền thoại cho các chị nữa. Phơn dáng của nó sẽ là bông xòe như thế này và thiết kế thêm hai túi ở hai bên, nên là các chị có thể diện mẫu này đi làm cũng rất là tiện cho mình luôn nha. Mà các chị tuổi trung niên á thì cái khuyết điểm của mình nó sẽ nằm ở phần bắp tay nè, phần eo, phần bụng. Thì đối với lại cái phơn đầm TTV632 mà em đang mặc thì phần tay thì em sẽ may cho mình là các kiểu tay loe nha, nên là bắp tay của mình không được thon gọn. Mình mặc cái mẫu sản phẩm này nó có thể che đi được cái phần bắp tay to của mình. Phần eo thì em sẽ có những cái con ly ở ngang cái phần eo
vừa định hình được dáng eo và nó có thể là che cho mình cả cái phần bụng trên luôn. Ở dưới là cùng xòe rồi nên là bụng các chị nhà mình to cỡ nào thì nó cũng sẽ che cho mình cả luôn cái khuyết điểm bụng to nha. Với lại cái tông màu tím em đang mặc nó sẽ tô được cái nước da của các chị nhà mình, nó hơi gọi là đen đen, hơi trắng nắng một chút xíu thì nó cũng sẽ tô được cái nước da cho mình luôn. Mẫu sản phẩm này hiện tại bên em sẽ thiết kế cho mình là chất liệu vải của nó sẽ là vải lụa mát cao cấp, mềm mại nè, có độ co giãn và đặc biệt đó là thấm hút mồ hôi cho mình. Nên là trong mùa hè năm nay thì các chị đừng bỏ qua em lòng này nha. Mẫu sản phẩm TTV632 em đang mặc có giá là 445.000 và em hiện tại đang có tổng cộng là 6 size từ size S cho tới size 3XL, tương đương là 45 cho tới tầm khoảng là size 73-74 cân các chị có thể diện vừa. Nếu như mà mình ưng ý sản phẩm này thì ngay bây giờ mình ghé liền giùm em 4 cơ sở của nhà TTV. Địa chỉ đầu tiên đó là 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thứ hai là bên em có 3 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ đầu tiên là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp. Thứ hai là 439 Lũy Bán Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Và chi nhánh thứ ba đó là 121 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7 các chị nhá. Hoặc là nếu như mà các chị ở xa thì có thể để lại cái số điện thoại giùm em ở trên cái gọi là cái bài viết này. Bên em sẽ có các bạn chuyên viên liên hệ lại tư vấn bạn chốt đơn hàng cho các chị nhá. Hồi nãy thì em đã giới thiệu cho mình màu xanh dứa và đây là tông màu xám chuột.
thì mình đều được miễn phí vận chuyển, giao hàng tận nhà cho các chị luôn. Để lại liền giùm em theo cú pháp là TTV633 kèm cho em là màu xám chuột và số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng.